Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh Jenny Cbiz. Ngày hôm nay hãy cùng với Jenny điểm lại những tin tức hoa ngữ đáng chú ý trong tuần qua nhé. Lộ tình mới của Đặng Luân, Trương Bích Thần và Đặng Tử Kỳ hợp tác, Đại Hoa Văn Nghệ bỏ rơi con gái riêng. Ngô Khải Quân đã chính thức công bố buổi biểu diễn của mình ngày hôm nay khi anh ấy nhắc vào kênh để mua vé. Giá vé thấp nhất chỉ hơn 200 tệ, giá VIP chỉ 360 tệ. Hơn nữa khách mời trong buổi biểu diễn của anh ấy đều là những ca sĩ nổi tiếng. Chỉ có thể nói là rất đáng đồng tiền bát gạo. So với lục khen nhiên mà dì tôi đã đề cập ngày hôm qua, giá vé bíp cao hơn 1.800 và có những người hâm mộ nói rằng có rất nhiều lợi ích. Về phía Ngô Khả Quân, vì anh ấy là một ca sĩ tử tế với kiệt tác và thực lực, nên vẫn có ba quyền lợi dành cho người hâm mộ với giá vé hơn 300 tệ. Thật sự không biết ai đã bị tác vào mặt. Trên thực tế, đây là mức giá hợp lý mà làng giải trí trong nước thực sự xứng đáng. Sau tất cả, giải trí chỉ có thể là giải trí. Tôi hy vọng rằng Ngô Khải Quân có thể thực sự khuấy động hoạt động giải trí nội bộ bằng cách làm này và mang bầu không khí tốt đẹp này. Nữ diễn viên hạng 18 hàng đang đồng đã đăng bài chúc mừng ngày hôm qua. Em yêu, em sẽ ngày càng tốt hơn. Bình luận rằng cô ấy đang chúc mừng sinh nhật Đặng Luân. Sau đó, hàng Đan đồng cũng thích quay bo liên quan đến Đặng Luân và bài đăng của cô ấy rất mơ hồ và cô ấy đã đặt câu hỏi liệu Đặng Luân có quan hệ với cô ấy hay không? Em, tôi chỉ có thể nói rằng dòng thứ 18 này thật sự không muốn quá rõ ràng. Nữ diễn viên này cho rằng mọi người thậm chí còn chưa từng nghe tên cô ấy. Cô ấy và Đặng Luân cũng chưa từng gặp nhau. Tại sao lại đột nhiên chọn một ngày đăng một tin nhắn Weibo không rõ ràng, thậm chí không có ảnh chụp chung? Tình hình hiện tại trong ngành thật sự không tốt lắm. Hầu hết các diễn viên đều không đóng phim, thậm chí có rất nhiều diễn viên còn bán những món đồ xa xỉ và túi sách để mua trước đây để lấy tiền tiêu xài. Nhìn nó theo cách này, bạn thật sự có thể hiểu tại sao nữ diễn viên lại làm điều này. Gần đây, có thông tin rằng Đặng Tử Kỳ về Trương Bích Thần Sĩ Thu âm cùng một bộ phim ca nhạc, và cả hai đều là khách mời thường trú. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về điều này làm sao hai người này có thể cùng nhau ghi hình các chương trình tạp kỹ chứ đừng nói đến khách mời thường trú phải ghi hình liên tục trên thực tế bề ngoài giữa hai người không có mâu thuẫn gì nhưng cả hai đều có quan hệ với hoa thần vũ lúc đầu hoa thần vũ và đặng tử kỳ có tin đồn về mối quan hệ sau đó họ có một đứa con với trương bích thần về sau đó là chồng chiếu trong dòng thời gian tuy nói như vậy nhưng hiện tại hai người họ không liên quan gì đến hoa thần vũ Đặng Tử Kỳ đã có bạn trai mới. Hai người thật sự yêu nhau đến chết đi sống lại. Tuy Trương Bích Thần không tiết lộ mối quan hệ mới, nhưng cũng không thiếu người cầu hôn. Mối quan hệ giữa hai người này là đặc biệt, và chắc chắn sẽ có các nhóm chương trình muốn đặt tâm trí của họ vào khía cạnh này và sử dụng nó để quảng cáo. Về phần mình, tình huống hiện tại chỉ có thể nói, chỉ cần có tiền, không có gì là không thể hợp tác. Huống chi, còn là do hai người bọn họ liên thủ trấn áp tiểu lưu manh. Nữ nhân thi đấu kiểu gì đây? Màu hoa mua thợ săn ảnh. Màu hoa không tự tin về hình ảnh của chính mình. Cho nên bây giờ chỉ cần bị thợ săn ảnh chụp được, cô sẽ lập tức liên hệ với đối phương. Sau đó cho một khoản tiền để đối phương không được tung ảnh của mình ra ngoài. Côn trùng bay có xu hướng lạm dụng mèo. Có thể nó nhĩ phi hận diệt phi đến tận xương tủy. Sau khi côn trùng bay thay thế côn trùng bay thành công, về chuyển đến biệt thự của bố già, Lưu Diệp Phi đã nhận nuôi một con mèo hoang ở nhà từ lâu, về cuối cùng bị côn trùng bay tra tấn đến chết. Đại Hoa Văn Học bỏ rơi con gái, người hỗ trợ những đứa trẻ nhân tạo thật sự rất tàn nhẫn. Trước đó, cô đã có con nhân tạo nhưng khi sinh ra bị khiếm khuyết về thể chất, cô đã dành tiền gửi cho gia đình bên ngoại nuôi dưỡng. Sau đó nhờ người mang thai hộ mà sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như bạn thích video này thì hãy like, subscribe và nhớ bật chuông thông báo để có thể nhận được những video tiếp theo nhé.